Cái này là đang là lúc mà chưa có khử tập âm nha mọi người, là mọi người những có nghe tiếng nhạc xung quanh đồ cái kiểu mình cũng không biết nữa, mình chưa có tác dụng mà không biết, nhưng mà bây giờ mình test thử cho tí nữa mình sẽ bật thử cái tính năng mà nó lọc tiếng ồn cho mọi người thử nha. Thì đó, nó đang on nè, mình đang gắn ở đây nè. Là vậy á, mọi người có muốn mà gọi là bật cái chế độ mà tắt tiếng ồn chưa, giờ mình bật cho mọi người coi nha. Bật sao anh? Bấm giờ chỉ là bấm thôi đúng không? Ồ, nó đang chuyển đèn nè mọi người thấy không? Thì cho mấy người mà nghiệp dư rồi mới biết xài như mình á thì là vậy, cái đèn nó sẽ báo cho mình là cái chế độ đó đã chuyển hay chưa. Mình đang bị mấy anh ở đây gọi là rất là kỳ thị mình, tại mình nghiệp dư quá thì lại vậy đi, không có gì mà không có gì mà ngại ngùng hết mọi người. Mọi người cứ tới đây mọi người quậy đi, mấy anh sẽ chỉ với mọi người hết nên là yên tâm đi. Thì đó là cái thuộc như vậy. Giờ mình tắt mình nghe thử coi nó có lọc không nha. Nó đang thu có một mình ơn mình thôi. Thật sự là nó không quá dạ. Với lại là vừa cắm thu điện thoại được, với lại vừa cắm vô trong máy ảnh được luôn, thu song song được. Thấy chưa? Mọi người thấy sự tiện dụng đó chưa? Cái này là mình không biết là có nghe được, có lọc hai người này không, nhưng mà mình nghĩ là để gần vậy thì sẽ nghe được tiếng ba tụi mình á. Là ước chừng như vậy thôi. Giờ mình tắt nghe thử nha mọi người. Ngại. Thấy bộ đèn mà thấy thì kính này. Đúng rồi. Nghe không? Biết sao em biết không? Này mình mua cho công ty nha mọi người. Ok nha, cái này đồ công nghệ nha mọi người. Công nghệ đồ đó. Mà có đớt hay không cũng không biết. Đó, có hai cái chui cho mọi người. Một cái là cho iPhone, cái là cho cái gì anh? Thôi mấy TC cái này đi. Có túi nè. Rất là tiện để đem đi. À, nó có hai ngăn. Xin lỗi. Khổ quá. Cái đồ chiên ăn ra luôn. Có cái này đã lắm, em thích lắm. Nha mọi người. Rồng cái tiếng chép của mọi người á, tại giọng mình nhiều chép lắm nên là mình mới chọn cái hãng này, mọi người hiểu không? Ghê lắm. Có túi vô, có bẩm luôn nha. Có túi muối thì đẹp đó. Đó. Mọi người có thể chấm thử cái cây. Cái cây đùng êm lắm. Để ngồi kìa. Ừ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu vô đẩy khó quá em có thể mở kiểu này. Ừ. Cái này xong rồi tới đó là gỡ được rồi. Ủa vậy hả? Đừng có đẩy nhiều quá, em đẩy đây hồi chứ gãy cái cháu là cái mới luôn. À, nó chỉ là cao su thôi. Cả thể tiếp vậy. À, nó là làm theo cái report lại. Bài ngược lại. À. Ủa nó đúng này. Đúng rồi. Để từ vô thôi. Đấy. Đây sử dụng app Saramonic. Mọi người. Có hết tất cả mọi thứ trong này để mình có thể tương thích một cách cơ bản nhất. Nó có Simray, có Locut. Bit mà ao kênh luôn. 6 bit luôn à. Mình có thể chỉnh nó lên nữa. Còn maximum 32 bit luôn phải không? Đây mình có thể chỉnh noise reduction trực tiếp trên này luôn.